Wow. Hello các bạn. Nay ra kiểm tra thùng thì có một bé đã chào đời. Mới có một trứng nở. Để giờ mình bắt vô thùng. Đây, hôm nay thì thêm một bé. Chắc mấy ngày nữa nó mới nở hết quá. Mới có một bé chui ra. Điên phô thùng. Cái trứng này bóp hết rồi. Ổ này chắc là vài ngày nữa, 2-3 ngày nữa nở nữa này, trứng mất đó. Nó biết được nhiều mà bé nữa. Sau một đêm, ổ này hôm qua tới hôm nay, đây, qua hôm nay nở khá nhiều. Giờ mình cũng biết như bé luôn. Chui ra. Đi ạ. Wow. Còn cái mấy trứng này chắc chiều nó nở quá nên nó cũng đầu dưới đây sẽ bỏ nó còn mấy mét ở đây. Sau một ngày các bé đã nở ra hết này, nở ra từ chiều hôm qua đến tối hôm nay. Hôm nay tầm 9 giờ, hôm nay mình mới đi làm về, mình mới kiểm tra 9 giờ. Giờ bỏ vô cho nó chui ra hết. Tầm 1 ngày nữa nó hết. Ây da. Đây, đi vào. Nó sáng giờ. Nó đây ra từ sáng giờ như đây. Còn lại chui không biết. Chui mở hết trong đây. Cái nở mà nó sung quá. Rin, cái này là rin không? Còn rin không? Cái này giờ chừng 30 con. Xong, cuối cùng một ổ thứ hai mình đã xong. Thôi, bye bye mọi người. Giờ cũng khuya rồi. Tại nay mình đi làm về trễ tí. Mới ra kiểm tra thấy nó mở hết của mình. Thôi, bye bye mọi người. Hẹn mọi người những clip sau. Bye bye.